Xin chào các bạn đã đến với khóa học In Out Tool của Nga Nguyễn. Và đây là phần 2, phần tổng hợp và phân tích các phương pháp in áo hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng đi với nhau qua 6 mục như sau. Đó là in lụa, in chuyển nhiệt, in đề can, in pad chuyển nhiệt, in kỹ thuật số và in phòng, in nổi. Ở 6 cái mục này thì chúng ta sẽ lướt qua nhanh chóng để chúng ta nắm rõ được những cái hạng mục quan trọng nhất trong in áo thun đấy. Còn khi mà chúng ta đi tìm hiểu sâu sắc và tìm hiểu kỹ kèm theo những cái hướng dẫn cụ thể thì sẽ là những cái video sau, những cái clip sau sẽ tập trung vào từng mục một đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi học ngày hôm nay, đó là giới thiệu về những cái hình thức in này. Đầu tiên đó là in lụa. Các bạn có thể thấy trên hình của chúng ta đó là mục 1, 2, 3, 4, phải không ạ? Vậy thì ở đây nếu chúng ta muốn in được cái hình số 1, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm các cái bước là 2, 3 và 2, 3 và sẽ trở thành sản phẩm là 4. Đây. Việc đầu tiên của chúng ta đối với in lụa đó là tạo thành 4 cái khung như này. Ở đây cái hình này có ba màu thì sẽ có bốn màu thì sẽ có 4 cái khung này. Đấy. Và chúng ta in sau khi mà làm khung như này thì chúng ta in theo thứ tự là in màu đen, rồi màu xanh, màu vàng, màu cam đấy thì cuối cùng ra sản phẩm như này. Đấy. Đối với in lụa này, đối với hình thức in lụa này thì nó ưu điểm của nó chính là giá thành. Đấy, giá thành rẻ. Và trước khi mà phân tích ưu nhược điểm thì chúng ta xem qua một chút một cái video nhé. Cái video tôi sẽ cho các bạn xem luôn. Đây là cái video mà tôi in lụa này các bạn này. Tôi đang in lụa đó. Đó là một cái hình thức in rất là hay, rất là nhanh các bạn mà thấy rất là nhanh. Và sau khi mà tôi in xong đây này thì có thể là tôi dùng ép chuyển nhiệt cho nó bền, hoặc có thể tôi để cho nó tự khô luôn. Thì tùy vào cái nhu cầu hoặc là đặc tính của sản phẩm cũng như khách hàng, chúng ta có thể in một cách nhanh chóng. Đấy, đó chính là ưu điểm. In rất là nhanh, chi phí rất là rẻ. Đấy, và làm cũng dễ nữa, là cũng dễ. Tuy nhiên in số lượng lớn thì càng tuyệt vời, còn in số lượng bé thì hơi cực nhá. Đó là cái nhược điểm. Đó là nhược điểm của in lụa. Và cái nhược điểm của nó chính là học tập của nó cũng khá là lâu, vì là trong tất cả các hình thức in lụa, hình in áo thun thì in lụa là cái loại mà in khó nhất, in phức tạp nhất và cần phải học lâu nhất. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Và tôi sẽ cho bạn xem một video khác nữa, đây xem sơ qua. Đây là một cái kiểu in lụa ở nước ngoài, tức là in bằng máy, có nghĩa là cũng là in lụa nhưng mà nó tự động hóa, các bạn hiểu không? Nó có đầy đủ những cái màu sắc này. Ở đây khả năng là nó sẽ sử dụng rất là sáu, tùy, có nơi thì sử dụng hệ là in 4 màu, in 6 màu, 8 màu thì có đầy đủ những cái hình thức đầy đủ cả nhé các bạn, để giúp cho các bạn in là nhanh chóng. Nhưng ở đây nó không sử dụng con người để mà trực tiếp cầm cọ vào in, mà nó dùng cái gì, nó dùng máy để mà kéo cọ, như vậy thì nó sẽ có một cái lực rất là đều. Và cái dòng máy này này là cũng có rất là nhiều dòng khác nhau, có những cái dòng nó dùng tự động, nó in đủ thứ hết, vừa là xì hơi kiểu dạng như là phun sương, rồi là dòng sấy nhiệt theo từng cái, có nghĩa là ở cái máy này này có một số dòng máy có nghĩa là cứ in qua một màu thì nó là sấy khô đấy. Nhưng cái loại này là in qua là in luôn đấy các bạn đấy nhá. Vừa rồi hôm qua có một bạn hỏi về cái này rồi đấy, tức là in mà in tram đấy, chúng ta in xong thì chúng ta có cần nhất thiết phải sấy hay không đấy. Thì trong cái mục in lụa chúng ta sẽ bàn luận sâu thêm, nếu không sẽ dẫn tới video quá dài nhá. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái hình thức khác, đó là in chuyển nhiệt. In chuyển nhiệt này. Đấy, in chuyển nhiệt thì chúng ta rất là đơn giản thôi. Chúng ta sử dụng máy tính chúng ta kết nối với máy in. In dùng máy in này sẽ in ra một cái tờ phim. Đấy, và chúng ta đưa qua ép đến thành áo thôi.
Đấy. Đây chỉ là mô hình cơ bản thôi để cho các bạn dễ hiểu, các bạn hiểu không ạ? Để các bạn dễ hiểu, dễ hình dung thôi. Còn đối với in chuyển nhiệt nó cũng rất là một cái mảng lớn, mảng rộng. Đó là những cái dòng máy in cực to, cực lớn, có thể in được cả một cái khổ vải lớn. Đấy. Còn trung bình hơn đó là in áo này, in là những cái dòng áo này này. Đấy, các bạn thấy này. In cái áo này, áo 3D này là cỡ vừa thôi, còn cỡ nhỏ là này, in cái thằng áo trắng này. Đấy, đấy là những cái gì các bạn thấy trên hình. Đấy. Ưu điểm của nó là in được rất là tuyệt vời, màu sắc đẹp. In nhanh chóng, thuận tiện, in được số lượng ít và nó in được cái có thể khách hàng in được lấy ngay lập tức. Đó, đó là những ưu điểm. Màu sắc thì tươi, in chân thật, in được nhiều màu, in được đủ thể loại. Còn như in lụa chúng ta thì chỉ in được màu đơn sắc, những màu đơn sắc in từng màu một, phải không ạ? Thì nó sẽ in cần nhiều thời gian hơn, còn in chuyển nhiệt chỉ cần ép qua cái máy ép này là xong. Đấy. Thì cái đến cái phần mà hướng dẫn in chuyển nhiệt, một trong video in chuyển nhiệt thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái loại này hơn nha. Đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu hiểu kỹ kỹ càng luôn. Đấy. Nhược điểm của cái thằng này đó chính đầu tư mà cũng nhiều tiền tùy vào các cái khổ in. Đấy, đầu tư nhiều tiền và máy móc cũng dễ bị hư, các bạn cần phải hiểu rõ, nếu không các bạn sẽ làm mà không đủ tiền để bù cái vốn này. Các bạn có thể nghĩ một cái máy rất là hay này, ai cũng có thể bỏ tiền ra đầu tư máy nhỏ, nhưng mà cái máy nhỏ này các bạn nghĩ đi, mỗi tờ chúng ta in ra giả sử chi phí của nó là đầu tư cho cái máy này khoảng 15 triệu đi, thì chi phí mỗi lần in là hết 1.000 đi, gọi là cái khấu hao đấy. Thì các bạn dự tính thử xem là một cái máy này có in được khoảng 15.000 tờ không? Có nghĩa là nó phải in được 15.000 tờ thì chúng ta mới đủ bù cái máy. Đó, chưa kể vật tư hay là máy điện hay là công hay gì cả. Đấy. Nhá. Đấy. Có khả năng có những con máy mới in 1-2.000 tờ đã hư hư tẻ lé. Đó là máy nhỏ nhá, còn máy lớn thì bàn luận sau. Đấy. Và ta sẽ xem qua một vài cái hình thức in chuyển nhiệt này. Ví dụ nha, đây cũng là một cái máy in chuyển nhiệt của tôi này. Máy in máy chạy ở đây. Máy in Epson này. Máy in khổ khổ vừa. Thì bây giờ đây rồi, chuyển qua máy nhỏ nhá. Máy nhỏ này. Máy nhỏ để xem. Ở đây máy nhỏ thì chúng ta in những ép này các bạn này, ở đây tôi ép mà như có một cái video là hướng dẫn in chuyển nhiệt áo thun in siêu tốc, mỗi cái áo như này tôi chỉ in khoảng độ 12-13 giây, rất là nhanh. Và màu sắc này các bạn thấy màu sắc có tươi không nhá, đó in màu sắc rất là tươi, đó là cơ bản nó như thế nhé, rất nhanh 15-20 giây là có một cái áo rồi đấy, thấy các bạn thấy làm nhanh nhá. À, cái giới thiệu của bạn là một cái máy máy ép này của tôi, cái máy này cũng là ép lâu nha, cực kỳ bền, xài hình như là 7 năm mới hư. Máy này đúng là kỷ niệm. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái này. Đây là in chuyển nhiệt, như vậy là xong rồi nhé. À, mình sẽ hướng dẫn các bạn ký trong video in áo chuyển nhiệt, chỉ một video đó thôi nha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển đến mục đó là in đề can chuyển nhiệt này. In đề can chuyển nhiệt. Đấy. Thì in đề can thì có một con máy in đề can như này. Họ in ra, nhưng mà để mà in cái hình này chúng ta phải làm việc trên máy tính. Chúng phải tạo ra những cái file này này. File in này các bạn này. Và chúng ta phải tách rời nó ra và phải làm một cái đường viền để mà phải, nói chung phải xử lý file để mà sau này cái máy máy cắt đề can ấy nó có thể đưa qua máy cắt đề can này, nó sẽ cắt cho chúng ta, cắt ra và chúng ta bắt đầu mới sử dụng qua một vài công đoạn đấy, một vài cái công đoạn cơ bản nữa để chúng ta có thể lột ra được và tạo thành một cái hình bản in ok, và các bạn chỉ cần bỏ vào máy ép là xong. Nhìn thì nó có vẻ đơn giản này. Đấy, nhưng mà nó cũng khá là phức tạp ở cái công quá trình làm đấy nhá. Đấy, thì ưu điểm của nó chính là gì?
in được tất cả mọi thứ đấy, nó in được tất cả mọi thứ luôn đấy. Có các bạn có thể in được đủ thứ hình, áo tối màu áo sáng nhau, in vô tư chất liệu gì cũng chơi được, và đặc biệt là cũng hạn chế được cái vấn đề là nhiễm màu vì nó tốt hơn cả pet nữa đấy, nó tốt hơn pet nhưng có điều nó hơi dày cho nên là cái sờ vào nó hơi cứng đấy, hơi cứng. Và đặc biệt là nhưng mà mình sẽ nói lại là ưu điểm thì nó là thế, nhưng mà cái nhược điểm nó cũng rất là nhiều. Ví dụ những cái chi tiết mà nó nhiều, chi tiết nhỏ là nó làm không được, nó cắt không nổi. Kể cả bế, giả sử máy bế, máy cắt thịt ca nó bế được thì nó cũng rất là phức tạp ở cái quá trình là chúng ta gỡ ra. Đấy, chúng ta gỡ ra cũng cực kỳ lâu và cắt cũng đuối luôn. Cắt cực kỳ đuối luôn. Đấy. Và đặc biệt là nếu mà nó mà cắt sai, cắt nhầm, cắt lệch cái là nó cũng phí một cái đoạn rất là dài. Tuy nhiên thì nó sẽ luôn luôn có những cái ưu và nhược điểm đi kèm hết các bạn ạ. Đấy, đến cái video của in đề can và đề can chuyển nhiệt này này thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về nó. Đấy. Vì sao? Bởi vì những cái thể loại này này mà những cái chúng ta có cả những cái dòng máy thì chúng ta sẽ biết cách được là dùng cái nào tối ưu hơn. Ví dụ nó có một cái hình in lớn bự thì nó in đề can nó rất là tối ưu, nó đỡ tốn mực trắng giống như là pet. Đấy. Nó cũng cắt bế rất là nhanh, đơn giản, ngắn gọn. Đấy. Còn pet thì nó sẽ sử dụng mực ít nhưng chi tiết nhỏ, nên là nó lại cực kỳ thuận tiện và thuận lợi. Đấy. Nhá. Đó là những cái ưu nhược điểm. Đấy. Và nói về cái sự đầu tư của máy này thì vô muôn vàn loại, tức là có những cái loại mà A3 in cơ bản cũng có, loại khổ A1 cũng có và A0 cũng có. Đấy. Và cái máy cắt bế cũng đủ thứ loại, loại 15 triệu, loại 25 triệu, loại 5 70 triệu có cả. Đấy, cho nên là nó rất là đa dạng, và để mà bàn luận được nó là cả một vấn đề lớn và chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Và sau khi tìm hiểu xong các bạn phải nghiên cứu thật kỹ và dò hỏi các cái đơn vị bán hàng thật kỹ, nếu không các bạn sẽ bị đầu tư quá lố và sẽ gây thiệt hại nhiều nhé, cực kỳ là thiệt hại luôn, có thể không bù được máy, tôi nói thật luôn, nhiều cái không bù được máy đâu. Đấy, bởi vì bây giờ thời đại của nó lại lại thay đổi cực kỳ nhanh, trong vòng 6 tháng 1 năm nó lại có những cái dòng máy mới. Lát nữa tôi sẽ mở cho bạn một cái vài video về đề can này nhé, chúng ta lướt qua luôn đi. Đó là impact chuyển nhiệt này. Impact chuyển nhiệt thì tôi đã có nhiều video rồi, các bạn có thể xem qua những cái máy nó in cứ rất là đơn giản thôi. Đó, có một cái máy sấy này, một cái máy in này, bỏ pet ở bên này in qua đây là xong. Đấy, nó in ra những cái tấm màng ở đây. Đấy. Màng pet này, đó, màng pet này. Đấy, và chúng ta ép dùng cái này ép lên áo giống như ép đề can, giống như ép chuyển nhiệt vậy đó. Rất là đơn giản. Đấy. Ưu điểm của nó là có thể in được đa dạng loại vải, vải nào cũng chơi được. Đấy. Chi tiết nhỏ lớn thì nó cũng in được cả. Đấy. In được hết rồi. Màu sắc cũng tươi mới, in đẹp, in hàng trăm nghìn màu cũng ok phải không ạ? Màu càng nhiều càng đẹp. Đấy. Và làm rất là nhanh. Đấy. Nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó đó là đầu tư lớn. Đầu tư máy nhỏ A3 tôi đã có những video phân tích đó rồi. Các bạn có thể, tôi sẽ liệt kê ở dưới video. Đến cái phần impact chuyển nhiệt thì tôi sẽ tạo ra một cái list những cái bài liên quan đến pet cho các bạn xem luôn để hiểu rõ. Máy in A3 thì nó không nên đầu tư, tôi khuyên các bạn là như thế. Đấy. Còn các bạn nào mà giỏi về kỹ thuật và biết về sử dụng máy và chấp nhận được những cái nhược điểm thì các bạn cũng nên mua và tìm hiểu kỹ, thật kỹ ở cái đơn vị bán hàng. Còn cái nhược điểm tiếp theo của nó đó là cái mức độ nhiễm màu của pet nó khá là nó có cái nhược điểm đó. Tuy nhiên đối với cái dòng mà những cái chất liệu vải mà nó nhiễm màu ấy thì rõ ràng là cái in loại gì nó cũng nhiễm cả. Đấy, tôi nói thẳng với các bạn như thế. Còn những cái dòng mà áo sáng màu thì cũng nói là rồi đúng không ạ? Còn những cái loại cô tông 100% rồi cá sấu 100% rồi là cái loại mà nó xử lý vải tốt đấy, bề mặt vải nó tốt thì nó in rất là đẹp. Và cái tỷ lệ mà gần như trong nhiều năm qua tôi làm á, tôi gần như tôi không bao giờ tư vấn cho khách hàng làm những cái thể loại vải mà nhiễm màu cả. Bởi vì nếu các bạn in lụa lên một thời gian nó cũng sẽ bị úa đen thôi à, hoặc là nó bị lấm chấm đen, hoặc là nó bị màu nó bị xìn đục đấy. Tôi không bao giờ làm những cái loại đó. Đấy, có làm thì cũng ít lắm và cũng chẳng bao giờ bảo hành những cái đó cả.
Đấy, rõ ràng anh em mình làm ấy, thì thực tế khách hàng nhiều thể loại lắm, cho nên mình phải dự tính trực trước những cái đó và mình nói trước. Khách hàng đồng ý thì mình in thôi, phải không ạ? Đấy. Đấy. Tuy nhiên nó có những cái nhược điểm là như thế, tuy nhiên là ưu điểm nó là nó mới tôi đánh giá là ưu điểm nó là 8 điểm, nhược điểm nó chỉ có 2 thôi. Đấy, về cơ bản tôi đánh giá pet nó chất lượng ưu điểm là thế. Đấy. Giá cả thì đối với những hình hình in trung bình thì nó là nó cũng vừa phải, đặc biệt là logo của nó là cực kỳ rẻ, in 5 7 màu. Đấy, cái logo có in nhiều có 1,5 ngàn cái đúng không, tầm đó thì rất là khỏe. Còn in lụa các ông in bao nhiêu? Đấy, một màu bao nhiêu mà bao nhiêu ngàn thì cứ nhân lên thôi. Đấy, các ông in rẻ thì cũng cứ thế thôi nha. Đấy, đó là nhiều ưu điểm. Thì đến mở video sau ta lại tiếp tục phân tích kỹ về nó. Còn bây giờ chúng ta lướt tiếp nha. Lướt tiếp đó là in kỹ thuật số. Thôi cái hình thức này thì tôi cũng sẽ lướt qua nhanh thôi, bởi vì là nó cũng là cái dòng đầu tư cũng không không ít. Nó cũng là đầu tư nhiều lắm. Các bạn chờ tôi xíu. Đối với cái dòng này thì nó rất là hay ở chỗ là nó cũng có thể in được nhiều màu, in được lẻ cho khách hàng, in nhanh chóng, khách hàng có thể chờ lấy ngay. Nhưng mà nhược điểm của nó là để một là đầu tư lớn, hai nữa là phải biết cách xử lý các vấn đề liên quan đến máy in. Đấy. Đấy, nhược điểm tiếp theo nó là in nó cũng chậm thôi, nó không nhanh đâu các bạn ạ. Một nhược điểm tiếp theo nữa là nếu các bạn in mà không cẩn thận thì nó sẽ bị hư hư sản phẩm. Bởi vì cơ bản một cái sai sót trong nhỏ trong cái giả sử một cái hình in lớn như này nhá. Nếu như các bạn một cái hình in lớn này các bạn hư một tí, một góc hoặc là một cái chỗ nào đấy nó bị lỗi thì có bảo là các bạn bỏ cả áo và cả hình không? Nó không giống như là pet. Nếu như hư thì tôi có thể bỏ đi đoạn đấy mà không sao cả. Đấy. Đấy, về cơ bản nó là như thế nhá. Với lại là những cái dòng máy chế này này, lát đây tôi sẽ lướt video cho các bạn nhé. Dòng máy chế của Việt Nam này, máy mà nó chuyển máy dòng máy này thì khá đắt, mắc tiền các bạn này. Còn máy mà in nhiều áo một lúc này này thì nó cũng mắc tiền hơn nữa. Tuy nhiên thì nó có nhiều loại các bạn ạ, các bạn tìm vào in kỹ thuật số thì muôn vàn luôn. Tôi không 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 làm cái này dòng này, bởi vì tôi có những cái thứ khác để có thể thay thế nó rồi, cho nên tôi không làm nhé. In phòng in nổi là một cái kỹ thuật in cuối cùng nhé. Đây là một cái kỹ thuật in rất là hiện đại và nó đang nổi ở trong giai đoạn này. Các bạn có thể thấy ở đi ở ra shop đấy, các bạn có thể thấy những cái áo mà ví dụ áo áo nỉ rồi là áo hoodie đấy, những cái dòng áo mà mặc vào mùa đông đấy, họ hay in thêm, ví dụ Adidas nó in phòng thêm. Thì ở đối với cái kỹ thuật in này thì nó khá là đơn giản thôi, các bạn phải mua một cái dòng máy như thế, các bạn làm một cái khung in phòng nổi như này và các bạn chỉ cần dùng một vài hóa chất cơ bản để in vào kéo vào cái lớp vải đấy, sau đó các bạn đưa vào dập vào cái khung đó là xong. Đấy, như cái hình mà các bạn thấy cái hình này này, hình màu màu này là cái màu gì ta, màu như kiểu màu da bò đấy. Đấy thì ở chữ Paris này này, người ta in xong nổi xong thì người ta có thể đúng ra ấy, nếu mà một số nơi kết hợp với in decal hoặc là in 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 decal thì người ta cắt, người ta đặt lên ép nổi xong đặt lên ép tiếp một lần nữa và nó dính vào đây thì nó là cái kỹ thuật in của nó là như thế đấy, chứ không phải là cả in cả ép chung một lần đâu các bạn nhé. Đấy, riêng ra đấy. À các bạn bên phải, phía bên phải này các bạn thấy này, nó có những cái khung này, cái khung dập khung rõ ràng này, nó nổi lên, nó hằn nổi lên đấy, các bạn ép xuống là xong đấy. Các bạn cũng có thể thấy ở trên Adidas đây là một chỗ mê ép này, chỗ cái con chuột tôi chỉ này là nó là có một cái khung nổi và các bạn ép vào áo là nó có thể nổi được ngay lập tức trong vòng 15-20 giây xong đấy, rất là đơn giản như thế. Nó cũng không làm thay đổi cái kết cấu của vải, nó chỉ là nó phồng thêm, nó bị dán ở những cái chỗ đó và nó sẽ định hình chúng ta
về một cái hình in nó kiểu 3D là như thế. Đấy. Thì nếu như các bạn mong muốn tìm hiểu rõ cái này thì tôi sẽ cũng làm một video về cái này, các bạn tìm hiểu về công nghệ và tôi sẽ giới thiệu cho một vài đơn vị bán về cái dòng máy này ha. Đấy. Thì một số bạn là cũng có nhắn tin hỏi tôi về cái in nổi này, mà in nổi này là khác với in nổi bằng bột bằng in lụa nhé các bạn. In nổi mà in bằng cái dùng dùng bột nổi để mà chúng ta ép lên cho nó nổi là khác với ép nổi như thế này, in phồng thế này. Đấy. Ở hiện tại thì nhiều bạn đã kết hợp được giữa phồng và 3D, có nghĩa là ví dụ ông in một cái con tinh tinh đúng không? Bây giờ ông muốn làm cái mắt nó nổi hay là ông là muốn làm cái răng nó nổi thì ông dập cái răng đấy, nó kết hợp giữa in in nổi và in 3D tạo ra những hiệu ứng áo cực kỳ đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Đó, đó là những cái ưu điểm của nó. Đấy. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là nó chỉ đáp ứng một phần khách hàng rất là nhỏ nhé, một phần khách hàng rất là nhỏ. Còn các bạn in xỉ thì được nhé, in bán xỉ nhập xỉ các đơn hàng thì có thể ok đấy. Còn mà in theo yêu cầu của khán giả như chúng ta thì rất là khó đúng không ạ? Bây giờ khách hàng đủ thể loại hết. Đến thì nhiều khi mua đầu tư sẵn về đó, đến khi hỏi chán thì về là chả làm. Đó. Thì tôi sẽ lướt qua cho các bạn xem về cái này. Đầu tiên đó là chúng ta xem về in pad hả? In pad. Rồi, in pad đi. In pad này, máy in pad của tôi này. Đó, nó chỉ cần nó in qua những cái lớp mực màu đấy các bạn. Đây, in qua một lớp mực màu đến một lớp mực trắng, đi qua một cái lớp máy sấy, một cái máy sấy nhiệt như này, nó chạy liên tục qua băng tải này thì nó sẽ tạo thành một cái pad và chúng ta ép vào là xong ha. Đơn giản thế thôi, ngắn gọn. Tiếp theo là in đề can đây. Không, đây đây là một cái máy in trực tiếp nhé, cho các bạn xem luôn. Đây là một cái xưởng của một cái bạn nào đấy mà cũng là chuyên chuyên in thế này, tức là in trực tiếp lên luôn các bạn ạ. Các bạn có thể là đặt lên một cái khuôn in như thế này này, sau đó các bạn cố định lại nó lại và sau đó các bạn in thôi. In xong rồi rồi các bạn ép nhé, in xong các bạn ép nhiệt luôn cho nó nhanh đấy. Rất là đơn giản, không có gì khó cả. Khó nhất là đầu tư được nó và làm sao cho nó khỏi hư thôi. Đấy. Với lại là nhược điểm của cái thằng này đó là nó in, giả sử một cái sản phẩm nó đã in, tôi muốn in lên cái tay áo thì làm sao mà in được đúng không? Đấy. In lên một cái tay áo thì cực kỳ khó. In in được rồi làm sao ép đúng không? Sấy, sấy không không ăn thua nhé. Sấy không ăn thua về độ bền đâu. Rồi thì nó còn có những cái máy khác nữa đây. Ví dụ cái dòng này có thể in được rất là nhiều áo một lúc ha. In nhiều áo một lúc. Thì cái dòng này thì họ kết hợp chứ không phải là dòng máy in DTG đâu. Đó là chúng ta phải 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 rõ là nó kết hợp giữa in lụa và in kỹ thuật số chứ không hẳn là nó in trực tiếp giống như là cái thằng bên này. Đấy. Đó là chúng ta chưa chưa xem đâu, chúng ta có thể lướt tìm này. Thì các bạn có thể thấy rất là nhiều rồi chứ không phải là mỗi mỗi thằng đó. Ví dụ những cái dòng máy mà nó in trực tiếp lên như hồi nãy trong cái slide này. Trong cái slide này các bạn có thể thấy là những cái dòng máy này thì nó in cả trắng cả màu cùng lúc cả. In cả trắng cả màu cùng lúc, cái thằng này cũng vậy. Đấy. Chứ không phải là nó vừa kết hợp giữa in lụa và in kỹ thuật số như chúng ta thấy ở trên video này. Đấy. Đối với cái này thì chúng ta sẽ có một video bàn luận sau mà chúng ta không cần phải để ý và ghi nhớ nó làm gì ha. Rồi. Đây, cái thằng in đề can là như thế này các bạn nhé. Các bạn in lên cái tờ giấy, một cái gọi là cái tấm đề can đấy. Và nếu như các bạn không có đấy, không có cái loại này thì các bạn có thể là dùng 3GZ. 3GZ cũng làm được cái việc này. Đấy. Mà
tôi cũng thú thật với các bạn đó là nhiều năm trước thì tôi vẫn đang còn xài về 3GZ mà. 3GZ rất là hay, rất là tối ưu. Mà các bạn có thể là nếu không có máy cắt bế kiểu này này thì các bạn cũng có thể cắt bằng tay. Đấy, rất là hay mà. Đối với những bạn ở xa in có mấy logo áo thể thao 5-7 cái thì tắt tay là hợp lý. Chả việc gì mà phải phức tạp như thế. Dùng cái máy in mực dầu và in lên 3GZ sau đó cắt bằng tay và ép thôi cho nó nhanh. Còn đối với cái dòng máy này thì nó dòng máy cắt Decal này, này thì nó mắc tiền hơn cái loại thường một tí, cái Trung Quốc một tí, thì cũng cần nhiều cái dây công đoạn hơn. Thì nó cắt xong nó bế bế xong chúng ta phải phải phải, phải làm sao để mà lột ra để ép đúng không ạ? Các bạn có thể dùng định hình hoặc là lột như cái bạn vừa lột xong này này là xong ha. Đấy, còn in nổi này, in nổi đây mà các bạn này, in nổi này các bạn xem này nha. Đó, ép xong là nó nổi luôn này. Đấy, có một cái khung in này và nó nổi này. Đấy. Trước khi mà chúng ta ép nổi này thì có cái đơn vị bán máy sẽ bán cho chúng ta về một cái hóa chất để chúng ta in để giúp trước kéo trước một lần bằng khung lụa trước, và chúng ta sẽ đưa vào đây nhé, đưa vào cái khung in này này, ép là nó ra cái hình này xong luôn. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, thì mục đích của cái video 2 này là giới thiệu các bạn về những cái công nghệ in mà nó là rất là hiện đại, rất là tối ưu và được sử dụng nhiều nhất. À, sử dụng nhiều nhất ha. Tôi sẽ lướt lại cho các bạn nhé, trong vòng 3 phút thôi là xong. Đây, à, chúng ta có 6 hình thức như này. Đó là in lụa, rất là nhanh chóng, sử dụng khung in và in. Đấy. Thứ hai là in chuyển nhiệt. Đấy, in chuyển nhiệt này thì chỉ in được trên những cái loại vải nhất định thôi nhé. Những in được những loại vải nhất định, có những loại vải như cô tông 100% rồi là không in được đâu, khó in lắm, in nó mờ lắm. Thì việc phân tích kỹ thì video sau ha. Tiếp theo là in decal và decal chuyển nhiệt. Decal loại mà decal nhiệt thì các bạn thể thấy là có rất là nhiều màu này. Decal mua sẵn về cắt bế thành một cái hình nào đấy và chúng ta ép lên áo là xong, gọi là in decal nha. Còn decal chuyển nhiệt thì nó là một cái tên gọi mà chúng ta thường gọi đối với những cái thể loại là in xong, cắt bế, sau đưa vào định hình và chúng ta ép về, ép lên áo, tức là chúng ta còn in được cả hình lên decal nữa. Hiểu không ạ? Đó gọi là decal chuyển nhiệt. Ưu nhược điểm thì lúc nãy tôi đã phân tích rồi và còn phân tích kỹ hơn ở video sau. Tiếp theo là in pad chuyển nhiệt thì cái này thì các bạn chỉ cần đầu tư máy và in lên pad, sau đó từ pad chuyển qua áo là xong. In được rất là nhiều màu, in đủ thể loại và điểm của nó là chấm điểm là cao nhất. Đấy, tôi chấm điểm cao nhất. Đấy, in kỹ thuật số thì in trực tiếp lên lên áo nhé, in DTG đấy. Nếu các bạn cứ nhiều bạn cứ hỏi là cái máy DTG là cái gì, in DTG là gì, rồi là máy in kỹ thuật số là gì, cứ tưởng là nó khác nhau. Thật ra chúng ta có thể gộp chung lại đó là in kỹ thuật số hay là in trực tiếp lên áo đều giống nhau cả. À, in phòng in nổi đây là một cái công nghệ in mà rất là hay nhưng mà ít được sử dụng, và chúng tôi cũng cũng ít in lên áo, ít in lên cho khách hàng lắm, gần như là cực kỳ ít luôn. Và có in thì nhờ đơn vị khác họ làm ha, thì mình không có làm, không có chuyên làm, phí lắm. Đấy, tôi chỉ in là bốn loại, là từ 1 đến 4 thôi: in pad, in decal chuyển nhiệt này, in chuyển nhiệt và in lụa. Đó là những bốn thứ tôi tâm đắc nhất và tôi sẽ dành nhiều video nhất, nhiều thời gian nhất để nói về in lụa. Nó quá nhiều, nó quá khó và nó quá là chi là những cái kinh nghiệm, những cái mẹo để giúp chúng ta làm nhé. Đấy, và tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn nhìn nhận một cái cách khách quan và nhìn nhận được nhiều cái hình thức in khác nhau để giúp chúng ta lựa chọn là một được cái hình thức in nào đấy phù hợp tối ưu cho cái công việc và cái việc kinh doanh của chúng ta. Và bây giờ tôi xin được cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Tôi rất là biết ơn các bạn và tôi mong các bạn là cũng chia sẻ video này cho nhiều người. Đấy, nhiều người cùng được biết, cùng được học. Bởi vì là làm một video các bạn ạ, rất là cực, rất là phức tạp, phải chuẩn bị nội dung, chuẩn bị bài giảng, chuẩn bị hình ảnh. Và tôi rõ ràng tôi cũng rất là biết ơn nhiều bạn
Nhiều bạn đã giúp cho chúng tôi về cái hình ảnh, cung cấp hình ảnh tư liệu cho tôi, và tôi cũng cảm ơn những cái trang web mà tôi đã sử dụng hình ảnh đó. Cảm ơn.